Chào bạn. Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một vụ án tại Pháp. Gabriel Bompa sinh ngày 13 tháng 8 năm 1868 tại thành phố Liên xinh đẹp ở miền Bắc nước Pháp. Mẹ cô qua đời khi cô 13 tuổi, vì thế cô được nuôi dưỡng bởi người cha của mình. Cha cô là một nhà buôn kim loại. Khi cha cô bỏ vợ và sống với tình nhân, Gabriel bị gửi đến trường nội trú. Tuy nhiên, cô thường xuyên cố tình phạm pháp để thoát khỏi đó. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều bị chuyển sang trường khác. Cô được mô tả là một cô gái có tính cách ngang ngược, dối trá. Cuối cùng, cha cô đã quá chán với những lỗi lầm liên miên của con gái và sắp xếp để cô vào một trường cải tạo để dạy cô cách hành xử như một công dân tốt trong xã hội. Tuy nhiên, Gabriel khó có thể hiểu được những gì thực sự từ cha cô và cô đã ở trong trường đến khi cô 18. Sau khi trở về nhà của cha mình trong một thời gian ngắn, cô quyết định đến Paris tự lập. Cô cảm thấy không được cha mình yêu thương. Dường như cha không muốn có cô bên cạnh và cô nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể tồn tại ở Paris. Tuy nhiên, Paris lại là một nơi khó khăn và cô đơn đối với một phụ nữ trẻ rất ít tiền bạc, kinh nghiệm như cô. Cô nhanh chóng bị những kẻ không đáng tin cậy của thành phố này chú ý tới. Sau vài ngày, cô gặp một người đàn ông có tên là Michel Larue. Anh ta thông minh, đặc biệt và lớn tuổi hơn cô 25 tuổi. Anh ta sinh ngày 30 tháng 3 năm 1843 tại thành phố Santa ở miền đông trung tâm Pháp. Michel đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Anh gia nhập quân đội và phục vụ tại Mexico trong Thế chiến thứ hai của Pháp, nhưng cuối cùng anh đã bỏ trốn và đi đến Mỹ. Anh ở lại đó cho tới khi được ân xá và trở về nước Pháp vào năm 1870. Sau khi kết hôn, Michel trở thành một người chồng tệ hại và thiếu quan tâm đến vợ. Anh ta rời bỏ vợ mình và trong 17 năm tiếp theo, anh ta thỉnh thoảng làm việc và thường tìm cách lấy tiền của các quý ông. Nhờ khả năng ngoại ngữ tài ba, Michel luôn là một người đáng tin cậy với những nạn nhân dễ gần. Khi gặp Gabriel Bompa, một cô gái trẻ dễ bị ảnh hưởng, Michel đang nợ nần và tìm cách kiếm tiền nhanh chóng. Anh ta quyến rũ cô gái bằng những câu chuyện về những chuyến đi của mình, và rồi Gabriel trở thành con mồi tiếp theo. Tuy nhiên, sau vài lần gặp gỡ và hiểu nhau, họ đã trở thành tình nhân của nhau. Họ cùng đi dạo trên những con phố Paris và thường xuyên đến các cà phê và nhà hàng. Michel tự hào khi có cô gái trẻ bên mình, nhưng khi số nợ của anh ta tăng lên, anh ta cần một cách để kiếm tiền. Anh ta lên kế hoạch với Gabriel để dụ một người đàn ông giàu có đến căn hộ của họ để cướp tiền. Họ sẽ để ý đến những người đang mang theo một số tiền lớn. Anh ta chỉ dạy Gabriel thuê một căn hộ ở tầng trệt để không bị ai nghe thấy tiếng động hay tiếng người kêu la. Tiếp đó, cặp đôi đi đến London để mua đồ dụng cụ, bao gồm một chiếc hòm lớn, một túi bông to, dây thừng, một máng kéo và một dây thừng dài. Khi về Pháp, họ thuê một căn hộ mới và Michel đóng đinh máng kéo vào thanh chéo, treo một màn tre qua khu vực phía sau giường và đặt một chiếc ghế sau màn tre. Kế hoạch của Michel là rất tinh vi. Gabriel sẽ dụ nạn nhân vào phòng, đặt đầu vào dây treo để đùa giỡn. Tiếp đó, Michel sẽ kéo dây treo từ phía sau màn tre khi mọi thứ đã được sắp xếp sẵn, dẫn đến việc người đàn ông bị treo cổ cho đến chết. Họ phải lựa chọn một nạn nhân giàu có số tiền lớn và dễ bị thu hút bởi một cô gái trẻ xinh đẹp. Sau khi xem xét, Gabriel quyết định nạn nhân là ông Auguste Goffet, một người đàn ông độc thân, 42 tuổi, sống gần trung tâm Paris với 3 con gái. Ông làm việc như một thẩm phán và thường xuyên nắm giữ số tiền lớn trong tay. Ông ta không bao giờ để tiền trong văn phòng qua đêm vì cho rằng việc mang tiền về nhà là an toàn hơn. Tuy nhiên, vào các ngày thứ 6, ông thường ra khỏi thành phố và không trở về nhà, nên ông đã để số tiền tại văn phòng và sẽ lấy nó mang về nhà vào sáng hôm sau. Vào tối 26 tháng 7 năm 1889, ông Goffet đến quán bar ở Paris như mọi khi. Gabriel đã chuẩn bị sẵn và sau vài phút ông vào quán, cô đã bắt đầu một cuộc trò chuyện với ông. Họ uống một vài ly rượu và rồi Gabriel dụ ông về căn hộ của mình. Tuy nhiên, sau đêm đó, ông Goffet không bao giờ được nhìn thấy. Ông bị báo cáo mất tích và cảnh sát đã tiến hành điều tra. Người quản lý tại văn phòng của ông xác nhận rằng vào thứ 6, 26 tháng 7, lúc khoảng 9 giờ tối, một người đàn ông đã vào tòa nhà và đến văn phòng của ông Goffet. Vài phút sau, người đàn ông rời đi và khi người quản lý cố gắng hỏi, người đó xông vào và nhanh chóng bỏ đi. Sau khi khám phá văn phòng của Monsieur Goffet, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc bị trộm cắp. Chỉ có một số tiền 14.000 franc được giấu kín sau một số giấy tờ.
Điều đáng ngờ là có 10 chiếc diêm dài đang cháy nửa trên sàn. Cảnh sát nghi ngờ rằng có điều gì đó đã xảy ra với Monsieur Goffe và cho rằng người lạ bí ẩn đã đến văn phòng của ông ta trong đêm mà ông mất tích chính là đối tượng cần phải truy tìm. Thế nhưng họ không hề biết ai là kẻ này. Họ đã liên lạc với bạn bè và gia đình của Monsieur Goffe và theo dõi lại hành trình của ông trong đêm 26 tháng 7. Nhưng các cuộc điều tra của họ không tìm thấy bất kỳ thông tin nào. Vào ngày 29 tháng 7, Michel Larue và Gabriel Pompa rời Paris lên tàu đến Dover tại bến cảng Calais. Michel giả danh là Monsieur và Gabriel đã cắt tóc ngắn và giả vờ là cậu bé đi cùng cha. Sau vài ngày, họ lên một chuyến tàu sang Canada. Lần này sử dụng tên giả Monsieur Vanyas và con gái là Betha. 8 ngày sau, họ tới thành phố Quebec. Tuy nhiên, họ không muốn ở lại Canada quá lâu và để che giấu dấu vết của mình. Họ đã tới Montreal, rồi đến Vancouver trước khi đến San Francisco. Trên đường đi, họ gặp một người Pháp giàu có khác có tên là Georges Carinche. Michel đã nhận ra cơ hội để lừa một người đàn ông trung thực để lấy tiền. Vì vậy, anh ta khuyến khích Gabriel tiếp cận ông ta. Georges Carinche bị thu hút bởi sự quyến rũ của cô gái trẻ và Michel đã cho phép cô đi cùng người bạn mới của mình đến San Francisco. Michel đã đồng ý đi cùng người đó đến San Francisco và hẹn gặp lại cả hai tại New York. Thế nhưng mọi thứ không suôn sẻ khi Gabriel, người chưa từng có ai để trò chuyện và chia sẻ suy nghĩ trong cuộc sống, bắt đầu có tình cảm với ông chủ giàu có và đẹp trai này. Cô đã tiết lộ cho ông ta về quá khứ tội phạm của Michel và kế hoạch cướp của cô ấy tại New York. Trong khi đó tại Pháp, một người công nhân đường bộ tên là Yves Jean đã tìm thấy một chiếc túi to đặt dưới gốc cây, bên trong là một xác chết. Sau khi kiểm tra tử thi vào ngày 14 tháng 8, các nhà điều tra kết luận nạn nhân đã chết do bị nghẹt thở trong vòng từ 3 đến 5 tuần trước đó. Tuy nhiên không có cái tên nào được liên kết với nạn nhân. Hai ngày sau khi phát hiện xác chết, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc hòm bị vỡ bỏ hoang. Mùi rất khó chịu và khi kiểm tra những gì còn lại của nó, họ kết luận rằng đó là chiếc hòm đã chở xác chết. Kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện ra các dấu bưu điện trên hòm, cho thấy nó tới từ Paris. Cảnh sát Yves Jean đã liên lạc với thượng tá cảnh sát Paris, một quý ông rất được tôn trọng với cái tên là Monsieur Gordon. Tuy ông cũng không có tên nghi phạm nào cho nạn nhân, nhưng ông quyết tâm giải quyết vụ án ly kỳ này. Ông nhanh chóng cho rằng vụ án giết người đã xảy ra tại Paris và xác chết được chuyển đi trong chiếc hòm đến Lyon rồi bị vứt bỏ tại vùng nông thôn gần Varanasi. Tuy nhiên ông không có bất kỳ manh mối nào thực sự trong vụ án. Vì vậy, thượng tá đã tổ chức cuộc họp báo để thông tin cho các phóng viên về tất cả những gì mà ông biết. Trong khi đó, chiếc hòm đã được sửa chữa và trả lại. Khi tin tức về vụ án lan truyền khắp Paris và cuộc điều tra được gia tăng, thời gian này cái tên Monsieur Goffe được nhắc đến có thể là một nạn nhân bởi ông này đã mất tích ngay trước khi xác chết và chiếc hòm được phát hiện. Cảnh sát đã phỏng vấn bạn bè và gia đình của ông và thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi lần thứ hai. Lần này, họ đã xác định rằng nạn nhân là Monsieur Goffe. Qua các vết thương trước đó trên chân và mắt cá, cùng với bản ghi nhận răng và màu tóc, họ đã xác định chắc chắn rằng đó chính là ông. Tuy nhiên hung thủ vẫn là một ẩn số. Vì Goffe đã từng làm pháp chính nên không ai yêu mến ông tại Paris. Vụ án đã thành trung tâm của sự chú ý của công chúng. Hàng trăm người đã đợi hàng giờ chỉ để xem chiếc hòm. Trong khi đó, một nhân chứng đã bước ra và thông báo cho cảnh sát rằng Michel Larue không xuất hiện tại Paris kể từ khi Monsieur Goffe mất tích. Ngay lập tức, anh ta trở thành nghi phạm và bị điều tra. Cảnh sát sớm phát hiện ra rằng anh ta có một người tình là Gabriel Bompa và không ai nhìn thấy cả hai kể từ ngày 29 tháng 7. Thượng tá Gordon cho rằng có thể cặp đôi này liên quan đến vụ án giết người Monsieur Goffe. Tuy nhiên, cảnh sát phải cẩn trọng vì gia đình của nạn nhân đã đưa ra khoản tiền thưởng 500 francs cho bất kỳ ai có thể giúp họ tìm ra kẻ thủ ác. Một khoản tiền thưởng trị giá 100 franc cũng được đưa ra cho ai có thể xác định được chiếc hòm bí ẩn. Điều này đã khiến nhiều người Paris đưa ra đề xuất với hy vọng nhận được phần thưởng. Vào tháng 12 năm 1889, thượng tá Gordon nhận được lá thư từ chủ nhà trọ tại London. Ông nhớ lại có hai khách hàng của ông là một cặp đôi trẻ, Michel Larue và Gabriel. Họ đã rời khỏi nhà trọ của ông vào ngày 14 tháng 7 bằng tàu hỏa đến cảng New Haven, rồi đi đường thủy đến Pháp. Ông còn nhớ rằng Gabriel đã mua một chiếc hòm lớn tại London và mang về. Tuy nhiên, chiếc hòm này gần như trống rỗng.
Cảnh sát Pháp đã được gửi đến London để tìm chiếc hòm, và họ đã tìm thấy cửa hàng đã bán chiếc hòm cho Michel và Gabriel trên đường Euston của London. Chủ cửa hàng xác nhận rằng một người Pháp đã mua nó vào ngày 7 tháng 12. Mặc dù đã đến 6 tháng từ khi mua, chủ cửa hàng vẫn nhận ra Michel Larue là người đã mua nó. Vợ của chủ nhà trọ cũng xác nhận ông ta là Michel. Thượng tá Gordon cho rằng ông đã tìm ra người chịu trách nhiệm về vụ án giết người, nhưng họ không biết chính xác vụ án xảy ra ở đâu tại Paris và trong ngôi nhà nào, và Michel và Gabriel đang ở đâu. Cảnh sát đã nói chuyện với những người quen biết họ, nhưng không ai thấy họ trong hơn 6 tháng qua. Từ cuộc điều tra của mình, cảnh sát biết rằng Michel đã từng đi du lịch nước ngoài. Vì vậy, ông giả định rằng Michel có thể đã làm điều tương tự. Thượng tá Gordon đã liên hệ với các thám tử tại nước Anh, Canada và Hoa Kỳ. Sớm sau đó, ảnh của Michel được đăng trên các trang báo. Michel Larue và Gabriel Bompa đã trở thành hai tên tội phạm nổi tiếng nhất thời đại đó. Sau khi trở nên có tình cảm với người đàn ông mới trong cuộc đời, Gabriel đã khăng khăng muốn quay trở về Pháp thông qua Canada thay vì gặp Michel tại New York. Cô đã kể cho Garin Say về cuộc đời bi thảm của mình và tố cáo Michel là kẻ lừa đảo, lừa đánh người khác và gây ra cái chết của Tucson Gaston Coffey vào ngày 21 tháng 1 năm 1890. Đại tá Gordon đã nhận được một lá thư từ New York và bất ngờ khi thấy người gửi là Michel Larue. Michel viết thư cho người đại tá Gordon sau khi thấy ảnh của mình trên báo và khẳng định anh ta hoàn toàn vô tội và không liên quan đến bất kỳ tội ác nào. Anh ta cho rằng anh ta đã mua một chiếc hòm lớn cho cô gái trẻ Gabrielle Bompa tại London. Tuy nhiên, Gabrielle đã báo cho anh rằng cô đã bán chiếc hòm đó. Tiếp đó, Michel đến Mỹ cùng với Gabrielle vì anh ta muốn kiếm cơ hội tốt hơn. Trong thư, Michel đã tiết lộ rằng hiện tại Gabrielle đã rời bỏ anh để đến với người đàn ông khác. Anh ta không ưa cô, nhưng anh ta lại cho rằng cô ấy vô tội trong vụ án liên quan đến cái chết của ông Coffey. Michel kết thúc thư bằng lời hứa sẽ trở lại với người đại tá Gordon khi Gabriel đến Paris. Đại tá Gordon cho rằng việc nhận được thư từ một tên tội phạm là rất đáng chú ý. Tuy nhiên ngày hôm sau, ông lại bất ngờ khi Gabriel Bompa xuất hiện trước mặt ông. Cô đã kể cho đại tá toàn bộ câu chuyện về việc cô bị ép làm mọi thứ trong vụ án giết ông Coffey. Cô cho biết rằng mọi thứ cô làm chỉ là dụ ông ta quay lại ngôi nhà, còn lại sau đó đều là do Michel thực hiện. Cô cũng khẳng định rằng cô tin tưởng vào hệ thống tư pháp Pháp và muốn trở về Paris để đưa Michel Larue ra trước tòa. Sau khi ký tên vào tuyên bố của mình, Gabriel Bompa bị bắt. Báo chí đăng đầy trang những thông tin về vụ việc, và khi tin tức về việc bắt giữ Gabriel lan truyền đến New York, Michel ngay lập tức rời bỏ thành phố và tới Mexico. Thế nhưng, anh ta không ở lại Mexico, và sau đó khi đến Cuba, nơi anh ta nghĩ sẽ an toàn và có thời gian để suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên trước khi anh ta có cơ hội để lên kế hoạch lẩn trốn, anh ta đã bị nhận ra bởi những người buôn vải và bị báo cáo cho cơ quan chức năng. Cuối cùng bị bắt vào tháng 6 năm 1890 và được gửi trở lại Pháp. Vụ án của Michel Larue và Gabriel Bompa được tổ chức trước tòa án Aziz Paris vào ngày 16 tháng 12 năm 1890. Phía công tố trình bày các sự kiện đã diễn ra và xác định rằng vào ngày 26 tháng 7 năm 1889, Gabriel đã dụ ông Coffey quay lại căn hộ mà họ đã thuê và đặt một khóa mới. Kế hoạch thất bại khi cái máng bị hỏng, vì vậy Michel đã tiếp tục và thắt cổ nạn nhân. Vì chỉ có anh ta mới làm được những việc này, một cô gái nhỏ bé không thể làm được. Tuy nhiên, ông ta không mang theo nhiều tiền và tất cả những gì họ thu được chỉ là một chiếc đồng hồ và 150 francs. Sau đó, Michel đã tới văn phòng của người chết nhưng cũng không tìm thấy. Sau đó, họ thuê một chiếc xe rồi bỏ xác nạn nhân tại một khu rừng. Ngày 29 tháng 7, đôi tình nhân này đã tới nước Anh rồi tiếp tục sang Canada và Mỹ. Phía công tố cho rằng rõ ràng cả hai đều có tội, nhưng Gabriel không chấp nhận ngồi im và cô không nhận tội ác khủng khiếp này. Gabriel khai rằng Michel đã thôi miên cô. Từ nhỏ khi ngủ cô cũng rất hay mơ mộng. Một tờ báo Pháp đã đăng tiêu đề giết người dưới trạng thái thôi miên, và đây là lần đầu tiên ở Pháp thôi miên được sử dụng làm bào chữa trong một vụ án hình sự. Câu hỏi được đặt ra là liệu Gabriel Bompa, một cô gái 21 tuổi, dễ bị tổn thương, có phải là kẻ giết người hay không? Gabriel, có tội giết người hay không? Hay cô bị thôi miên? Lúc này, Michel đã đổ lỗi vụ án giết người lên Gabriel. Anh ta nói rằng anh ta bị cuốn hút bởi cô và chỉ làm theo hướng dẫn mà thôi. Nhưng tất cả bằng chứng đều chống lại anh ta và anh ta đã phải nhận tội. Tuy nhiên anh ta nói, nếu anh ta đối mặt với máy chém đầu
thì anh ta quyết tâm đưa Gabriel vào cùng. Anh ta cảm thấy rằng cô đã phản bội mình. Cuối cùng tòa tuyên án Michel tử hình, còn Gabriel Bompa do có tình tiết còn nhiều khả nghi nên tòa tuyên án cô phải chịu 20 năm lao động giam giữ. Michel đã kháng cáo nhưng không thành công, và vào sáng ngày 3 tháng 2 năm 1891, Michel Larue bị đưa đến máy chém. Sau khi bị kết án, Gabriel Bompa đã bị gửi tới nhà tù nữ ở Nanterre trước khi được chuyển đến nhà tù ở Clermont. Cô được thả tự do vào năm 1905 sau khi chịu án 15 năm tù. Lúc được thả tự do, vụ án này đã chiếm trọn các trang báo ở Paris vì vẫn còn nhiều nghi vấn. Gabriel Bompa đã sống cuộc đời của mình và qua đời vào đầu những năm 1920. Và đó là câu chuyện của hôm nay. Bạn thấy vụ án thế nào? Bạn thấy án phạt cho Gabriel Bompa có quá nhẹ không? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới nhé. Mình rất thích đọc suy nghĩ ở phần bình luận của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem tới phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.